Kim Woo-bin, Shin-min-a kết thúc mối tình phi công máy bay bằng đám cưới trong năm nay. Tình yêu cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn của cặp đôi Kim Woo-bin và Shin-min-a này đã đâm hoa kết trái, đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Theo Korea Pool, nguồn tin cặp đôi nổi tiếng Shin-min-a và Kim Woo-bin đang lên kế hoạch về chung một nhà đã trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận. Được biết, những người quen của hai ngôi sao đã tiết lộ trên một show tập kỹ đài Channel A với chương trình True North Hits cũng nói Kim Woo-bin và Shin-min-a dự định kết hôn vào năm nay. Người đưa tin là phóng viên Choi Jung-a. Cô chia sẻ, người trong ngành đang lan tin đồn cặp đôi đã chuẩn bị cho hôn lễ. Có thể nói, Rumor Has It từng đưa ra nhiều thông tin chuẩn xác, được xác nhận bởi các phóng viên làm việc trong ngành giải trí lâu năm nên có độ tin cậy rất cao. Theo những người bạn thân thiết, hai ngôi sao không có bất cứ hoạch định trong năm trước mà thay vào đó là năm 2021. Phóng viên Choi Jung-a nói, thời điểm trước đó, đại diện phía Kim Woo-bin đã hỏi tôi rằng liệu tôi có thể tạm dừng câu chuyện này cho đến khi sức khỏe của anh ấy trở lại bình thường không. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của Kim Woo-bin đã ổn định, anh chuẩn bị tái xuất với các dự án mới. Bên cạnh đó, Shin-min-a cũng đang rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ với các dự án phim Seashore's Village Cha-cha-cha hợp tác cùng Kim Seon-ho. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin cho biết Kim Woo-bin và Shin-min-a chuẩn bị kết hôn. Thời gian qua, một nguồn tin trên mạng xã hội cho hay, cặp đôi diễn viên đã chi tiền mua một căn hộ cao cấp để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp tới. Tin đồn như sau, truyền thông gần đây tìm ra Shin-min-a và Kim Woo-bin đã mua một căn hộ cao cấp. Rất nhiều fan tin rằng cả hai đang chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra đám cưới cụ thể có lẽ còn cần phải chờ đợi cặp đôi thông tin thêm. Kim Woo-bin và Shin-min-a xác nhận hẹn hò vào năm 2015, đều là những diễn viên nổi tiếng với lịch trình bận rộn, nhưng chưa bao giờ cặp đôi có những tin đồn mâu thuẫn hay có khả năng chia tay. Không chỉ vậy, cả hai còn khiến khán giả phải ngưỡng mộ khi cùng nhau vượt qua không ít khó khăn, từ việc ban đầu bị người hâm mộ phản đối, cho đến căn bệnh ung thư vòm họng của Kim Woo-bin. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, Shin-min-a đã tạm gác nhiều công việc để chăm sóc cho bạn trai. Cô chưa một lần kêu ca với truyền thông về những vất vả của mình, từ lúc Kim Woo-bin còn đang trị bệnh cho đến khi đã hết bệnh cũng thế. Cặp đôi bền chặt trong 6 năm qua và sự ủng hộ của Kim Woo-bin đã xác minh tình yêu của họ dành cho nhau. Anh gửi một xe tải cà phê, gửi gắm sự hỗ trợ của mình đến phim trường cho bạn gái. Ngoài ra, Kim Woo-bin thậm chí còn gia nhập công ty quản lý của Shin-min-a và cả hai đã cùng nhau quyên góp cho những nhân lực cứu trợ thiên tai. Sau khi chú rể tương lai tạo tài khoản Instagram, cô dâu tương lai lập tức nhấn nút theo dõi bạn trai của mình. Chính điều này đã cho thấy cuộc hôn nhân sắp tới chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Đến nay, công chúng đã chấp nhận và ủng hộ mối tình này. Đồng thời, nam diễn viên The Hairs cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh, quay trở lại với công việc, thậm chí còn lấy lại được body 6 múi lực lượng. Ngay khi thông tin cặp đôi Kim Woo-bin Shin-min-a sẽ kết hôn được lan truyền, hàng loạt người hâm mộ khắp châu Á đã vô cùng hào hứng và vui mừng. Netizen Việt cũng gửi nhiều lời chúc phúc đến cặp đôi như sau. Tuyệt vời anh chị ơi, mình hâm mộ tình yêu của hai người lắm luôn ấy. Đây chính là cái kết viên mãn nhất rồi. Hạnh phúc thật sự, cảm ơn chị luôn kề vai sát cánh cùng anh trong những ngày tháng khó khăn nhất. Cô gái ấy dành những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân để có thể ở bên cạnh anh. Sau này không cầu vinh quang, chỉ mong anh sẽ luôn mang lại cho chị ấy sự an yên và hạnh phúc. Anh chị nhất định phải thật hạnh phúc. Hiện công ty quản lý của Kim Woo-bin và Shin-min-a chưa đưa ra bình luận chính thức. Dù vậy, khán giả vẫn rất hy vọng những thông tin được lan truyền là sự thật và cả hai sẽ sớm về chung một nhà. Kim Woo-bin là một trong những diễn viên thế hệ cuối 8X được yêu thích. Năm 2011, vai diễn Mary Yu nổi loạn trong White Christmas là dự án phim đầu tiên anh tham gia. School 2013 là bộ phim đặt dấu mốc đầu tiên cho Kim Woo-bin trong lòng khán giả, góp phần làm nên tên tuổi của nam diễn viên điển trai. Không kém bạn trai, Shin-min-a cũng bỏ túi nhiều vai diễn nổi bật. Năm 2001, cô chạm ngõ màn ảnh với vai phụ trong phim Những Ngày Tươi Đẹp. Người đẹp từng đóng cặp với tài tử Joo Jin-mo trong phim Punch, hợp tác với Jo In-sung trong Chiếc Bánh Tình Yêu, có mối tình đẹp với Biren trong Tình Yêu Bất Diệt và phải lòng Lee Byung-hun trong Cuộc Đời Ngọt Đắng. Năm 2010 là cột mốc đáng nhớ của Shin-min-a, vai chính trong phim Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly giúp cô thêm nổi tiếng.